Tôi vừa phát hiện một cái đoạn clip ở trên mạng mà trong đó có một cái cảnh rất là quan trọng bà con. Đấy, cực kỳ quan trọng. Và bây giờ tôi mở cho bà con xem nhé. Để mở cho bà con xem. Đây, đây là quay cận cảnh nha bà con. Cận cảnh chị Hằng nói chuyện với là nữ nữ gián điệp của Việt Tân nha. Đó. Xem trong cái clip này rồi lát nữa rồi chúng ta xem một số cái clip liên quan. Đó. Bây giờ đây, tôi mở ra nha cho bà con xem nha. Đây. Bà con có thấy chị Hằng lắc lắc đầu không? Lắc đầu không? À, chị Hằng lắc đầu không? Vì sao lắc đầu? Tôi cũng đặt ra một câu hỏi. Thấy không? Đó. Mà chúng ta ghi nhận nha, lát nữa rồi rồi chúng ta phân tích này. Chị Hằng rất suy tư đúng không? Rất rất suy tư. Đó, rất suy tư. Đó, bà con thấy đó. Rất suy tư. Có thể rằng là điệp viên này đưa ra một cái kế hoạch rồi gì đó cực kỳ ghê gớm, đúng không? Kiểu như là giống như là tấn công vào là dùng những cái phương tiện, đúng không? Phương tiện gì rất là kiểu giống như là đưa hạm đội đồ đến ở ngoài ngoài Biển Đông đó bà con, hiểu không? Đại khái là tôi nói như vậy thôi chứ tôi không biết nội dung là gì. Đó, đó. Đó, nhưng mà chị Hằng lắc đầu. Đó. Chị Hằng lắc đầu là không đồng ý. Đó. Không đồng ý với kế hoạch đó, đúng không? Đó. Còn nữ gián điệp này thì có thể rằng là đưa ra những kế hoạch là gọi là đao to búa lớn, đúng không? Kế hoạch khủng. Đó. Những kế hoạch ví dụ như là nói chung nhiều lắm, tôi không dám kể ra. Đó. Tôi không dám bởi vì đây là những kế hoạch quân sự mà, đúng không? Nhưng mà chị Hằng đều lắc đầu, cho thấy chị Hằng là một người yêu nước đúng không? À, đấy, chứ đừng có đùa. Đó, thấy không? Đó, 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 đó. Cái chi tiết này rất quan trọng. À, nhưng chị Hằng vừa lắc đầu nhưng mà cũng vừa cảm thấy cái điều gì đó khó xử ha. Đó. Rồi chúng ta tiếp này. Đây. Đó, chị Hằng chỉ vào kiểu giống như ở trong tim mình đó, là Tổ quốc là trên hết đó, hiểu không? Đại khái là như thế đó. Đó, cái âm thanh hình như là của chỗ khác phải không bà con? Do đó là chúng ta tắt là cái âm thanh này đi, âm thanh này nó không thật. Đây đây, do đó là chúng ta tắt cái âm đi đi nha, chúng ta tắt âm bởi vì ở đây nó không có âm, cái gốc nó là không có âm thanh đúng không? Đó, chúng ta tắt đi nha. Công nhận cái tên gián điệp này ăn gan trời rồi đó. À, về Việt Nam ngồi giữa thanh thiên bật nhật như thế mà cũng dám đưa ra những cái kế hoạch để lật đổ chính quyền, những kế hoạch này phải nói rằng là phải nói rất là ghê gớm đã. Chị Hằng mới lắc đầu chối đây đẩy, lắc đầu đây đẩy. Đó, bà con thấy không? Đó, đó, thấy không? Không đồng ý. Đó, không đồng ý. Đó, à, không phải đưa đưa tay lên tim mà coi như là kiểu giống như đưa tay trước phía trước để là phẩy tay với cái thông điệp là không đồng ý cái chuyện đó. Không đồng ý với kế hoạch đó, thấy không? Đấy. Phải đùa đâu. Đó, lắc đầu tiếp. Đó, lắc đầu tiếp. Đó, lắc đầu tiếp để coi coi cái chỗ này chị có nói cái gì không, biết là cái gì đây ta, để coi coi. À, đây, tới đây nó mới âm đúng này, tới đây nó mới âm đúng. Không có đâu bằng quê hương mình. Đó, không đâu bằng quê hương mình. Như vậy là gì? Như vậy là tên nữ gián điệp này nói cái gì đây, làm cho chị Hằng phẫn nộ. À. Đó, không đâu bằng đất nước này ha. Đó. Như vậy chị là một lòng một dạ với đối với đất nước nha. Nếu không có cái chuyện mà Việt Tân đồ không thể nào mà coi như là mua chuộc được chị nha. Đó. Đó.
vậy là chị đã phủ nhận kế hoạch cướp chính quyền mà bọn Việt Tân đã đưa ra ngay từ đầu. À, mà kế hoạch này chắc cũng phải là cũng dữ lắm đó. Thấy không? Kế hoạch này có khi là điều điều quân đồ không? Bởi vì cướp chính quyền là phải điều quân đồ từ bên từ ngoài bên Đông đồ vào chứ bộ. Thấy không? À, đấy. Rất là ghê nha. À, nhưng mà chị đã phủ nhận hoàn toàn. À, mày hả bới mày dám tới mày rủ rê là một nữ doanh nhân đi cướp chính quyền hả? Bậy bạ ghê luôn á, thật sự. Đó, cái chỗ này nữ điệp viên nói cái gì ta? Chỗ này mà. Mình không có nghe được cái đoạn thoại này. À, cái đoạn này thì thoại thật này. Chị nói là những cái người mà ở trong trại giam An Phước ấy là đều bị cái bọn Việt Tân này là xỏ mũi đó, để lừa vào, đúng không? Đó. Đó. CEO mà người làm sao mà mắc lừa được hở cái bà Việt Tân kia hả? Bà vừa phải thôi chứ bà đi tuyên truyền trúng ai? Trúng ngay là một người yêu nước thì bà chết rồi. Đó. 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 Đó, có ông Đàm Minh Quân nữa nha bà con. Ông Đàm Minh Quân là biết ông nào, tôi nghe tên cũng hơi quen quen ta. Đàm Minh Quân nữa. Cũng nghe cũng hơi quen quen đó. Những người xúi dục chị em phụ nữ và đồng không có gia đình. Đó. Chuyên môn trong là những người lương cao. Đó. Khi đi tù. Đó, thấy không? Đó. Như vậy là ở đây là có cái tôi thì tôi thấy cái điều như thế này bà con này. Mấy ông Việt Tân này dở quá. Cử về điệp viên là coi như là điệp viên dở quá. À, nhưng mà khoan đã, để cái điệp viên này có đeo kiếng bà con. Có đeo kiếng đen đó nha, nhưng mà kiếng đen kiếng trắng gì cũng dở quá. À, anh tuyên truyền mà là làm cho là đối tượng bị tuyên truyền là coi như chối đây đẩy ngay từ đầu. À, mà tuyên truyền sao là ngồi đó mà tuyên truyền. À, đó, cho nên mấy ông Việt Tân mấy ông dở quá. À, mấy ông làm ăn như thế này thì thôi chết rồi. À, làm ăn kiểu này thì được. À, rồi là làm sao mà còn đủ uy tín đâu nữa mà để mà hoạt động, thấy không? Làm ăn thì cứ điệp viên bèo quá. Điệp viên á là phải là cử tới gặp cỡ tầm cỡ như chị Hằng á là phải một nam điệp viên đẹp trai, kiểu như là trong phim mấy cái phim mà tài tử điện ảnh á đó, phải là sắt cà tát đen, đeo kiếp đen thì đúng rồi, nhưng mà phải đi giày đồ dữ dội vào, phải không? Rồi tay ấy, đặc biệt tay là cũng phải có đeo kim cương. À, thì tới mới lại mới xứng tầm để nói chuyện với chị nha. Còn không đeo kim cương mà là xách cái bị đồ gì đâu, thấy chán muốn chết luôn. Đó. Nhưng phải là muốn cử ai đến thì cử đâu, thấy không? Đó. Rồi tiếp nè. Đúng. Đừng bao giờ có tư tưởng đó. Đó, chị nói rõ ràng đừng bao giờ có tư tưởng đó. À, đừng bao giờ xúi dục. Đó. Ở đây là có cái người kế bên không? Người ta nói là hỏi mấy câu vui đi ha, đó. Hỏi mấy câu vui đi, đừng có hỏi câu nhạy cảm đúng không? Đó, đừng hỏi mấy câu nhạy cảm ha. Đó, nghe lại. Quan trọng nha bà con. Đừng nói mấy câu vui đi, Việt Tân
là cử người qua mà nói lộ hết trơn bên ngoài người ta vẫn nghe rồi. Đó, như vậy thì là coi như là hỏng bét. Việt Tân này hỏng bét. Thấy không? Tự nhiên anh đi tuyên truyền một kế hoạch gọi là lật đổ chính quyền mà là anh để cho người nọ người kia nghe thì thôi sao được. Thấy không? Không ổn. Tôi cho rằng cái mấy ông Việt Tân này cần phải kỷ luật điệp viên này, gián điệp này. Nhưng mà không chừng bây giờ là đâu có thể về Mỹ được nữa mà kỷ luật không? Đó.